Trời đất ơi, tao nói hả, vừa mới thay cái đầm màu vàng vô một cái tự nhiên hết, trời ơi chưa kịp hoàn hồn luôn, trời ơi, hai cái lỗ tai nó lùng bùng nè. Trời ơi chưa kịp tỉnh luôn á. Cái gì đâu mà cũng qua lẹ chứ, trời, bởi vậy nên thu hoạch được một nguyên một cái thùng chanh này ở trên cây mai xuống. Ồ, tao nói quá trời luôn. Mà chanh gì mà làm món gì giờ? Làm món gì mà cho nó biết rồi. Đi. Ồ, quên nói với mọi người nữa, trời ơi, mấy bà ông nè, tự nhiên về quê ăn Tết vô xong hả, mấy bà đi đâu hết trơn luôn, còn có một nửa à. Đây nè. Nè, mọi người nhớ không, trước đây hả là nó bu kín cái tổ luôn, là hả chi chích nhau luôn á, mà bây giờ nó đi đâu hết trơn rồi, còn có một nửa số ông thôi. Nhưng mà ở dưới đây á là nó có cái gì á, mọi người biết cái này là cái gì không mọi người? Tôi nhìn hoài mà tôi cũng không biết, không biết là trứng của con ông hay là gì nữa. Rồi, thấy mấy bả đi á cũng buồn ghê, kiểu như bị chích quen rồi đó, xong cái bây giờ thấy cái tổ nó bị hao hụt đi đó, thấy cũng buồn. Mà thôi cũng kệ đi. Vô cái này trước. Thề là rất đã luôn. Ngậm nguyên một cái trái chanh vô, trời ơi nước nó túa ra, nó bung hết trong cái miệng luôn. Cái tiếng nước miếng nó bung ra, trời ơi nó hòa quyện vô. Trời ơi, sướng tê người, sướng răng người. Thiệt sự. Thôi nó sướng thiệt sự luôn á. Không nghĩ là cái món này nó phê vậy. Thấy tám ông trời luôn. Đã. Phê thịt thịt. Trời ơi, răng rẩu rồi, nó ê buốt hết trơn. Mà nó sướng. Nãy giờ ăn cái này rất là ngon luôn. Bây giờ tôi sẽ ăn thử cái trái mà chưa có gọt cái vỏ thì nó sẽ như thế nào nha. Chắc là sẽ ngon lắm đây. Trời ơi, nước miếng nó tú ra. Ê răng. Lại nha. Trời ơi nó mặn. Ông nậu ơi nó mặn. Trời ơi, vỏ chanh nó cứng quá. Cứng quá cắn được. Trời ơi. Nó mặn mà nó cay của cái tiêu nữa.
Chơi gu lấy tiếng.